Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành theo dõi và liên tiếp bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép hàng trăm viên thuốc lắc. Theo đó, vào chiều ngày 3 tháng 1 tại tuyến đường Hoàng Văn Thái, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam tiến hành theo sát và kiểm tra hành chính Phạm Văn Sơn, 30 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, phát hiện 100 viên thuốc lắc bên trong xe máy mà Sơn điều khiển. Cùng thời gian này, một tổ trinh sát khác tiến hành bắt quả tang Hoàng Vĩ, 27 tuổi trú tỉnh Quảng Ngãi, tại phòng trọ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và phát hiện gần 100 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và gần 50 gram ketamine cùng một số dụng cụ để phân chia và sử dụng ma túy. Hiện cả hai đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra làm rõ.